Dòng chảy 20 năm đã trôi qua, từ một nhóm những kỹ sư, những chuyên gia đầy hoài bão đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh. Thành công đó, sức mạnh đó khởi nguồn từ những bước chân đầu tiên, mỗi lúc một vững vàng, một đông đảo. Bạn không nhỏ bé trong một tập thể đang lớn lên. Bạn góp bước chân của mình trong hành trình chinh phục. 20 năm, bước chân bạn, hành trình phe con. Chúng tôi là những con người trẻ tuổi, cũng đã lăn lộn nhiều những cái dự án trên khắp đất nước Việt Nam. Lúc đó thì tôi cũng muốn thay đổi môi trường công việc. Muốn thử sức mình trong một cái quy mô lớn hơn so với những cái công việc hiện tại. Ai cũng phải đi làm, ai cũng phải lăn lộn ngoài công trường hết. Rất là khó khăn. Có những lúc tưởng chừng như là đầu tiên để mua sắm được trang thiết bị, rồi thì tuyển dụng con người, thì rõ ràng là cái đồng tiền phải huy động từ đâu. Thì những người sáng lập là sẵn sàng bỏ tiền túi, tiền nhà ra và vận động những người thân yêu nhất để đóng góp vào. Cái khó khăn bởi cái nguồn lực, đội ngũ thì là cũng chưa thật là chuyên nghiệp và trang thiết bị còn khó khăn nhiều so với các cái đối thủ cạnh tranh. Mặc dù là công ty mới thành lập, mới rất là nhỏ nhưng đã tham gia được những cái dự án khá là lớn, vượt mức ra nước ngoài đánh giá rất cao. Ví dụ như các dự án Big C Thăng Long, các dự án Mê Linh Plaza hay là Duck Lady ở Hà Nam. Tôi rất ngạc nhiên bởi vì thời điểm đấy mà sếp một cái công ty xây dựng mới 10 năm tuổi đứng cạnh được những cái tổ chức hàng đầu ở thế giới thì tôi đánh giá rất là cao cái việc đó. Một cái doanh nghiệp nhỏ mới thành lập 10 năm nhưng có khát vọng làm những việc rất là lớn. Đây là những cái thứ mà chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái đất nước nào cũng sẽ cần. Những chặng đường trong gai đầu tiên đều đã vượt qua bằng những bước chân đồng lòng nhất trí của từng thế hệ người phe con. Từ những kỹ sư tận tâm, tận lực đi qua gian nan 20 năm trước, đến những người thanh niên trẻ chung vai đấu sức ở giai đoạn thịnh vượng nhất nhưng đầy thử thách, khó khăn. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên một hành trình tuyệt vời mang tên phe con. Những cái dịp kỷ niệm thành lập năm chẵn ấy thì là những cái dịp mà để nhìn lại một cái quá trình bao giờ cũng rất là xúc động. Hành trình thì nó đấy nó rất là nhiều các cái cung bậc khác nhau, có lúc vinh quang cũng có lúc đau thương. Cho nên là khi mà nhìn lại thì cũng xúc động. Cũng có những anh em đã chia tay. Đấy, những cái đấy là cái mất mát lớn nhất. Thậm chí là kể cả lãnh đạo. Một số lãnh đạo cũng phải chia tay bởi vì không phù hợp với cái xu thế của phát triển công ty, không phù hợp văn hóa. Và cái những cái mất mát đấy là những cái mất mát mà chúng tôi nhìn thấy là nó đau thương nhất. Nó nuối tiếc từ cả hai phía. Tất nhiên là mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì vẫn tiếc. Mỗi người một khởi đầu khác nhau, nhưng tự chung lại đều kiên định bước đi, tiếp sức cho nhau trong gian nan bằng sự thấu hiểu. Thấu hiểu nhau, thấu hiểu nghề nghiệp, thấu hiểu thời đại, y như cách chúng ta cùng nhau thấu hiểu lòng đất. Thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao, nó vừa thể hiện mà nó đòi hỏi một cái sự phải học hỏi không ngừng, vươn lên. Và để chinh phục được tầm cao, đó là mục đích, mục tiêu. Vươn lên chinh phục tầm cao, đó là một cái đích đầy lý tưởng cho những người trẻ ghi dấu mình lên sự thành công. Chúng ta xây dựng một ngày mai đẹp hơn bằng mỗi viên gạch ta đúc hôm nay. Mỗi khó khăn ta gặp phải có khi lại là những viên đá chỉ đường dẫn ta đến những đỉnh cao hơn.
Và lý tưởng đó khiến bước chân mỗi lúc một rắn giỏi, một vững vàng trên con đường không ngừng vượt thử thách. Nó có hai giai đoạn rất là khó khăn. Một là cái giai đoạn sau khoảng 5 năm kể từ lúc thành lập, rất là khó khăn. Lúc đó thì rất nhiều kế hoạch đặt ra nhưng mà đều bị vỡ vì các cái dự án dừng. Những cái giai đoạn khó khăn đấy trải qua rồi mình thấy là nó là khó khăn nhất, nhưng thực tế ra trong cái hoàn cảnh đấy mình thấy chẳng có gì là không thể vượt qua. Anh chị em, cán bộ, kỹ sư cho đến công nhân, tất cả đã gồng mình lên và vượt qua được. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn này sau Covid. Đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến tư duy về quản trị cũng như là cái định hướng sách lược về quản trị kinh tế. Các nhà thầu trong nước hiện nay đang rất là điêu đứng, dòng tiền và công việc đều thiếu. Trên thực tế thì người ta thường nói là khi khó khăn ấy, thì nó mới chui rèn được cái bản lĩnh. Faecon thì cũng đang từng bước vượt qua cái vũng lầy đó, không bị nao núng tinh thần, vẫn rất quyết liệt. Chúng ta có quyền tự hào về bản thân. Hành trình này là độc nhất. Và mỗi thử thách, mỗi lựa chọn đang định hình Faecon trở thành một tập thể đáng kinh ngạc, đáng tự hào. Rất là may mắn là được tham gia những cái dự án tổng thầu ngay đầu tiên của tập đoàn, bao gồm các dự án về điện gió như là dự án Biên Ti Quảng Bình này, dự án điện gió Ri Trà Vinh này, dự án nhiệt điện Nhân Trạch 3-4. Đặc biệt là chúng ta đã tham gia được một phần vào cái công trình ngầm của đô thị, cái tuyến Metro Line 1 Hồ Chí Minh và tuyến Metro Line 3 Hà Nội. Đấy là những cái mốc son rất là quan trọng trên cái định vị từng bước để thực thi cái chiến lược của tập đoàn trở thành một cái tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Tôi rất tự hào đối với những người vẫn còn ở lại và đang cầm tay nhau để vượt qua khó khăn ấy, thì anh em cũng tin vào chiến thắng ở phía trước, tin vào những cái sự nỗ lực của mình qua năm tháng thì cũng sẽ gặt hái thành công, và cũng tin vào các cái giá trị mà công ty lựa chọn. Cho nên là chúng tôi rất tự hào với lực lượng anh em đang đồng hành. Chặng đường vươn lên đỉnh cao còn ở phía trước, những gian nan thách thức còn chờ ta vượt qua. Nhưng bằng những bước chân của bạn, quyết tâm của bạn, ước mơ của bạn, đích đến của chúng ta trở nên rất gần. Hành trình chinh phục này, chúng ta không hề đơn độc.